hàng loạt ô tô sang chìm dưới hầm chung cư ở Đà Nẵng. Mưa lớn khiến tầng hầm ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ngập sâu, hàng loạt ô tô và xe máy chìm trong nước. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao, từ 3 giờ đến 7 giờ sáng ngày 9 tháng 12, khu vực thành phố Đà Nẵng có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 300 đến 400 mm. Tại trạm Đà Nẵng đo được 436,6 mm, khu vực huyện Hòa Vang phổ biến từ 70 đến 150 mm. Trong hình là hầm để xe ở khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai, đường Hàm Nghi, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bị ngập gần 2 mét. Đến 8 giờ sáng nay, lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ từ 50 đến 100 mm, quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn từ 80 đến 150 mm, quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu từ 60 đến 120 mm. Trong hình là một trong số hàng trăm ô tô xe máy bị chìm trong nước dưới hầm để xe của khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Một chiếc Mazda bị chìm dưới hầm chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Hiện có hai chiếc Range Rover ở dưới hầm có giá tiền cao nhất, một chiếc có chứa nhiều tiền bạc và giấy tờ trong xe. Chúng tôi đi đập cửa từng nhà từ lúc 4 giờ sáng, nhưng có đến 460 hộ, chúng tôi không thể kêu hết được, một bảo vệ tòa nhà nói. Cả tòa nhà có 3 bảo vệ, đây là nước, cháy thì chết cả nhà rồi, xe anh Trịnh Nhất đang chìm dưới này, một chủ xe nói. Hộ dân ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai là những người có điều kiện, nhiều xe sang, hiện chúng tôi chưa tính được thiệt hại, một nhân viên thuộc ban quản lý tòa nhà cho biết. Trong khi đó, nhiều chủ xe sang kịp đưa xe lên đường chịu cảnh ngập trên cạn. Hàng chục xe sang bị ngập nước tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai, hơn 15 ô tô và gần 100 xe máy bị chìm ở hầm chung cư này, trong đó có 2 chiếc ô tô hiệu Range Rover, 1 chiếc BMW. Nhiều người kịp đưa xe lên miệng hầm. Hầm chui Nguyễn Tri Phương, Lê Độ, Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Đà Nẵng thất thủ trong cơn mưa sáng sớm ngày 9 tháng 12. Cơn mưa rào từ 2 giờ đến 5 giờ 30 sáng ngày 9 tháng 12, nhiều tuyến phố của Đà Nẵng như Lý Tự Trọng, Hải Hồ, Nguyễn Văn Linh, khu Hòa Cường Nam, quận Hải Châu ngập trong biển nước. Hiện tại mưa vẫn như trút nước, một số khu vực nước dâng cao, có nơi ngập trên 1 mét, nhiều tuyến phố nước dâng cao, xe chết máy gây ách tắc, điện nhiều khu vực đã bị cắt để đảm bảo an toàn. Nhiều người dân ở đường Lý Tự Trọng cho biết, mấy chục năm nay đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh ngập nhà khủng khiếp như thế này. Sáng ra tôi đi chợ không ngờ nhiều tuyến đường bị ngập sâu, đi không được, kinh hoàng quá, nhiều năm nay Đà Nẵng mới bị ngập bổ vây như thế này, bà Nguyễn Thị Loan trú quận Hải Châu cho biết. Đến 8 giờ 20 cùng ngày, mưa vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, cuộc sống của người dân phố biển đảo lộn vì ngập nước. Trong lúc đó, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, trong ngày và đêm nay ngày 9 tháng 12, tại khu vực các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và mưa rất to. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, lượng mưa đo được từ 13 giờ ngày 8 tháng 12 đến 4 giờ ngày 9 tháng 12, phổ biến từ 40 đến 100 mm, riêng tại khu vực thành phố là 196,4 mm. Đặc biệt tại quận Hải Châu có mưa đặc biệt to với lượng mưa đo được trong 1 giờ lên đến 84,6 mm. Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo trong buổi sáng đến trưa ngày 9 tháng 12 tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ là từ 50 đến 100 mm, quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn từ 80 đến 150 mm, quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu từ 60 đến 120 mm, huyện đảo Hoàng Sa từ 10 đến 20 mm.
người phụ nữ ở Nghệ An, nói gì về việc bán 100 USD và vàng miếng, bị phạt 100 triệu đồng. Bà Trần Thị Việt cho biết, đã chấp hành nộp phạt 100 triệu đồng. Số tiền bán 100 USD, 2,3 triệu đồng, và bán 1 cây vàng miếng, 36,8 triệu đồng, đều đã nộp cho cơ quan chức năng. Theo báo Lao Động đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với bà Trần Thị Việt, sinh năm 1964, trú xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa vì hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau. Trước đó, đội quản lý thị trường số 6, tỉnh Nghệ An và công an thị xã Thái Hòa phát hiện lập biên bản hành vi của bà Việt. Bà Việt đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo. Được biết, quyết định xử phạt không nêu số lượng ngoại tệ, cũng như hình thức xử lý số ngoại tệ vi phạm. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, từ thành viên tổ công tác, số ngoại tệ mà người dân tự mua bán với nhau trong trường hợp này là 100 USD. Như đã đưa tin, liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tiến hành xử phạt với ông Nguyễn Đình Hùng, chồng bà Trần Thị Việt, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Việt, số tiền 60 triệu đồng vì vi phạm hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh vàng miếng. Sáng ngày 9 tháng 12, trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Việt cho biết đã chấp hành nộp phạt 100 triệu đồng. Số tiền bán 100 USD, 2,3 triệu đồng và bán 1 cây vàng miếng, 36,8 triệu đồng đều đã nộp cho cơ quan chức năng. Người mua chúng tôi không quen, hình như họ sống ở gần trụ sở công an thị xã. Tôi nghi bị cải. Hôm đó, có một người đàn ông đến hỏi mua USD để đi xuất khẩu lao động, tôi còn 100 USD nên đã bán cho ông ta. Một người đàn ông đến mua một cây vàng miếng, tôi vừa bán xong thì hai người đứng ở đó. Rồi cơ quan chức năng ập vào bắt luôn. Hoan nhất là chuyện vàng miếng, chúng tôi được có một miếng vàng một lượng. Đó từ trước tồn lại. Sự việc đã vậy thôi, thì chấp nhận nộp phạt, để tiếp tục làm ăn. Ban đầu công an nói phạt cao 400 đến 500 triệu đồng, sau khi xin thì ra phạt mức đó, bà Việt thông tin trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Bà Việt cho biết thêm, có 10 người của lực lượng chức năng truy hỏi nguồn gốc 100 USD và vàng miếng. Khi bà Việt nói, cho vào tủ lục, có USD và vàng miếng nữa, cứ tịch thu luôn, thì cơ quan chức năng sau đó không lục soát, không khám xét. Về nguồn gốc USD, bà Việt cho hay, do anh em đi nước ngoài cho. Vàng miếng thì bán đồ gia dụng, dân đổi hàng sang vàng, và chỉ có một miếng đó. Chúng tôi được làm dịch vụ, nhận tiền 10 số, và được quyền giữ USD trong nhà. Chúng tôi cũng làm ăn lèo kèo thôi. Tôi nộp thuế tháng, 2,5 triệu đồng, còn cả công ty thì nộp thuế nhiều hơn. Chúng tôi làm ăn nộp thuế đàng hoàng. Bà Việt khẳng định. Ngoài bà Việt, chị Hồ Thị Thu Hương, chú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, cũng bị phạt 70 triệu đồng. Với hai hành vi, mua bán USD, phạt 40 triệu đồng, và mua bán vàng miếng, phạt 40 triệu đồng. Trước đó cuối năm 2017, vụ anh Nguyễn Cả Rơi, thợ điện, ngụ ở thành phố Cần Thơ, bán 100 USD cho tiệm vàng Thảo Lực ở thành phố Cần Thơ, bị xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu số tiền bán USD, cũng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xem xét miễn tiền phạt hành chính đối với anh Nguyễn Cả Rơi vì số tiền quá lớn, bản thân anh Rơi không có tiền nộp phạt. Nghệ An mua bán 100 USD, một phụ nữ bị phạt 40 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với một phụ nữ tại thị xã Thái Hòa vì hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau. Ngày 8 tháng 12, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt số 5.311, phạt hành chính bà Trần Thị Việt, sinh năm 1964, trú xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, về hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, mức phạt 40 triệu đồng. Hành vi của bà Việt vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối, quy định tại điểm G, khoản 2, điều 24, Nghị định 96/2014 của Chính phủ. Hành vi của bà Việt bị đội quản lý thị trường số 6 tỉnh Nghệ An và công an thị xã Thái Hòa phát hiện, lập biên bản, bà Việt đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo. Quyết định xử phạt không nêu số lượng ngoại tệ cũng như hình thức xử lý số ngoại tệ vi phạm. Theo một nguồn tin từ thành viên tổ công tác, số ngoại tệ mà người dân tự mua bán với nhau trong trường hợp này là 100 USD.
Trước khi ra quyết định xử phạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã căn cứ vào các văn bản cho ý kiến về vụ việc của Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An.